chỉ để mày xịt soi và nói tao không làm được. Cầu thêm một góc với thằng anh tao tới và còn hết lên trên mặt cường. Từ lời gian dối từ mấy cái mồm tối chỉ mà dẫn tao đi nhầm đường. Thằng homie mới thở phà đi lên lao tao còn thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cố kiếp cho mình phần thưởng. Một chiếc nhà mặt đường, hai lệnh dây ở dây gầm giường. Phòng thu nong lao tới một trần chuồng. Vì còn mấy con beat cần luộc, còn mấy vẫn đang viết gần tua. Bật một tí disco, mà lột tiểu nhiệt xịt đồ. Bây giờ mũi trước khi hít vô, có vẻ hơi ít nhờ. Thế đành liên minh và nói chuyện vĩ mô. Không chơi với mấy crypto, chúng mà soi nhạc tao như crypto. Gửi tao free riffle cho BIV Pro. Trong bọn tôi chỉ nhau từng tao tao. Bill Lan là còn hơn cả bao cao. Chúng hiểu được cái cách mà tao trao. Remix từ hàng này sang hào khác. Cuộc giận tôi vì đơn giản là tao swag. Đừng có nhìn để không muốn bị đau mắt. Ba lệnh nhảy này giúp bạn sẽ trở nên quý phái và ngầu nhây trước những thằng bạn của bạn hoặc để quay video. Này có phải bạn đang coi chùa đúng không? Im và follow đi, không đùi sẽ cho bạn ăn ba tô cơm. Lệnh số một mình sẽ ghim trên màn hình nha. Lệnh số 2. Lệnh số 3. Ba ba cảm ơn mọi người đã coi hết video.